Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ cho anh em về cách khắc phục con gà mồi nó gáy ở trong giỏ nhé. Thì vừa rồi có một số anh em thì có bình luận riêng tư cho mình và hỏi cách chia sẻ của mình để khắc phục làm sao cái con gà mồi ấy, mình để ở trong cái giỏ hoặc là cái hũ mình làm ấy, để nó không kêu và không gáy, để khi mình đánh gà thì con gà rừng ngoài nó đỡ phát hiện ra mình nhá. Thì đầu tiên ấy, cái cách khắc phục làm sao cái con gà mồi nó khi mình đút vào cái túi đựng của mình ấy, để con gà mồi nó không táng và không kêu nhá. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là một cái túi con gà mồi. Đây là con gà mồi mình đựng trong này nhá. Thì đầu tiên ấy, anh em muốn cái con gà mồi nó vào cái túi này nó không táng này thì là như thế này, anh em làm theo mình nhé. Thì có một số anh em ở trên đây thì cũng tùy từng anh em cách huấn luyện và cũng tùy anh em cách xử lý và làm sao để con gà nó ở trong túi nó không gáy và để nó hợp lý, nó không kêu nhé. Đầu tiên là như thế, mình sẽ chia sẻ cho anh em về cách như thế này. Thường là cái con gà ép anh em mới luyện, con gà ép ấy, tức là con gà ép nó máu nó cũng khá cao ấy, thì nó đã rát người rồi và nó cũng khó luyện hơn những con gà ép ít. Thì đầu tiên anh em muốn nó làm sao nó vào cái túi này nó không táng và không kêu thì mỗi ngày anh em khi hoặc là không phải mỗi ngày mà lúc nào anh em cũng để cái con gà mồi của mình, ví dụ anh em để con gà mồi gà ép mình đang luyện nhá, mình để treo để nó đậu ở trên cây hoặc là đậu để ở trong cái chuồng cũng chẳng hạn, để trong chuồng hạn thì anh em nên treo cái túi này để ở gần nhá, không phải là để vào sát cũng được, để gần gần đấy, bởi vì cái con gà nó nhìn cái túi này nó nhìn quen rồi thì nó sẽ không sợ cái túi này nữa, bởi vì cái túi này nó đã có cái màu cải trang như này rồi. Thì cái con gà rất sợ, bởi vì mình đã từng luyện gà ép rất hiểu về cái túi này, bình thường mình cầm cái túi này vào gần nó đã táng khủng khiếp luôn. Được anh, nếu mà anh em không tin luyện gà ép mà anh em cho nó lần đầu tiên thấy cái túi như thế này mà chưa vào bắt vào trong cái túi như thế này nhá, mình khẳng định là con gà ép của các bạn nhìn thấy cái túi này nó sẽ táng, bởi vì cái túi này nó cái màu này nó rất sợ đấy, lần đầu tiên nó nhìn thấy như thế. Thì anh em cách khắc phục làm sao để nó quen cái túi này thì hàng ngày tối hoặc là ban ngày cũng được, anh em bắt cho nó vào trong cái túi này. Lần đầu tiên là anh em để nó làm quen cái túi này, cứ treo cái túi này, túi treo mình đựng này vào gần cái chỗ mình hay để con gà mình đậu hoặc là để con gà mình nhốt, mình cứ treo cái túi vào gần đấy để nó thích nghi quen với cái túi này nhá. Thứ hai là anh em bắt con gà mồi mình, bắt cái con gà mồi ép mình đang luyện, mình cho vào cái túi này hàng ngày nhá, hàng ngày hoặc là 1-2 ngày cũng được, mà tùy anh em có thời gian. Như mình thì mình muốn luyện cho nó quen cái túi này nhanh thì anh em mỗi ngày anh em cho nó vào túi này, và anh em không phải là treo vào là xách đi cũng được, mà không cần xách, anh em không có đi đâu thì anh em cứ để trong túi này và anh em treo lên để ở đâu đấy, cứ để như này khoảng cỡ đôi tiếng nhá, đôi tiếng cứ mỗi ngày anh em làm như thế thì cái con gà nó vào túi nó quen rồi, nó cái sự bó chặt nó quen rồi, nó sẽ không táng nữa đấy. Đấy là cách của mình, kinh nghiệm của mình luyện gà và cho gà vào túi cho nó quen. Cách thứ hai, anh em nó làm nó quen rồi nhưng mà anh em lại khi đi đánh để con gà trong này quen nó sung quá rồi, cái thời gian con gà mồi nó sung lên rồi, khi anh em đi vào rừng bẫy gà, anh em đang cắm giò tự nhiên cái con gà mồi nó lại gáy, đâm ra là làm mình cắm giò chưa xong thì con gà mồi mình gáy một câu thì con gà rừng nó nghe tiếng nó lao về đến chỗ đúng chỗ mình đang cắm giò và nó nhìn thấy mình nó lại bay mất hút, thế là anh em lại móm đấy. Thì cái cách khắc phục làm sao để cái con gà mình để trong cái giọ như này nó không gáy được mà nó không kêu được thì anh em làm cách như mình nhá. Đầu tiên là anh em tìm cái hũ như thế này, là anh em tìm một cái chỗ nào đấy nó hơi dốc một tí, anh em dốc cái túi xuống cho mình nhá, đấy dốc xuống cho mình cái này, cắm xuống và anh em lấy cái áo hoặc là cái mũ anh em đội áo cũng được, thì anh em che kín lên hết, che cho nó tối đi thì để con gà nó thấy tối nó sẽ không gáy và nó sẽ không kêu nữa. Thứ hai là
có cái ba lô nhưng mình cái này rất tiện đấy, mình có ba lô là một rất tiện nhá, đấy, vừa đựng được đồ và vừa khắc phục được cái cách gà mồi trong cái nhá. Đây anh em mở túi ra, mở túi ra như mình đây đấy, cái túi này mở ra đây. Đây anh em chỉ việc cầm cái túi gà mồi, đây con gà mồi trong, cầm túi gà mồi và anh em đút vào trong này, anh em đút vào lô ba lô, ba lô giống mình nhá. Đấy anh em đút vào nhá, đấy như này là con gà nó sẽ không bao giờ táng, táng mà nó sẽ nó ít táng, với lại nó sẽ không bao giờ gáy không kêu nữa đấy, bởi vì nó tối trong ba lô rồi. Anh em thoải mái cắm giỏ, thoải mái chọn đi, thoải mái thời gian anh em cắm, không bao giờ sợ con gà nó gáy, bởi vì mình chủ yếu là mình làm như vậy, nếu mà con gà nó sung nó hay gáy ở ngoài, nếu mà con gà nó không gáy nó im thít đứng ở ngồi trong ba lô thì anh em thoải mái vẫn cứ để treo ở ngay cạnh chỗ mình cắm giỏ cũng được, hoặc là đeo lên lưng cũng được đấy. Thế nhá, đây là cách mình khắc phục là trong cái túi gà bổi đấy nhá. Đấy còn mình thì cũng có một cái hũ như này đấy, thì ở trên kênh hoặc là cũng như là anh em thì khá nhiều anh em là dùng cái hũ không dùng cái túi gà bổi như mình này đấy. Thì cách khắc phục làm sao để nó không gáy trong cái hũ này, thường thường cái hũ này thì nó sẽ dễ gáy hơn là ở trong cái túi kia, bởi vì là cái này nó rộng, cái chiều rộng nó là ở Y1, cái túi nó sẽ bó sát vào đấy như thế này. Đây. Cái hũ này muốn nó không gáy thì anh em làm theo mình nhé, ví dụ đây là cái chốt của mình đây, mở ra này. Và cho con gà vào, anh em đóng vào, khi đóng vào rồi mà nó vẫn kêu vẫn gáy ở trong này khi anh em đang cắm giò nhé. Đấy thì cách khắc phục như thế nào, trước tiên là anh em, tức là cái hũ này mình làm nó bên dưới đây là cái cây nhé. Cái cây mình mua cái tấm bìa mình làm cái hũ này mình làm nó rơi khoảng cỡ 2 đến 22 23 cm ở bên dưới, còn bên trên thì nó rơi khoảng cỡ 30 cm. Đấy cái chiều này nó sẽ dài, bên trên nó sẽ dài hơn, và đến lúc mình làm thì cái đầu này nó bé nó thấp xuống, và cái đầu này nó sẽ cao hơn, cái đầu cao hơn để làm cái đuôi nhá. Cái đầu này nó thấp xuống thì để cái đầu gà thì nó tránh cái đầu nó rộng nó hay gáy hơn. Thì anh em khắc phục làm nào để nó không gáy, bởi vì con gà nó vào đây thì nó sẽ có chiều dài, mình đút vào đây rồi con gà cảm thấy nó thoáng cái chỗ này, nó thoáng con gà nó tùy từng con, có con nó đút vào cái hũ này nó vừa khít, có con để đút vào đây nó lọt tóm, kiểu con gà mồi nó bé hơn thôi đấy. Thì mình làm cái hũ này thì con nào mình cũng đựng được, nhưng mà con nào mà sung quá nó gáy trong này mình sẽ dạy mọi người cách khắc phục làm sao. Đây là cái chốt đầu tiên rồi, nếu mà anh em thấy con này nó rộng quá nó vẫn gáy được, anh em khoan thêm một cái lỗ bên trong này nữa cho mình. Cách đây anh em cứ ước chừng làm sao cái chốt này mình chặn vào bên trong này, làm sao để ép con gà ép ép nó vào sát đây thì nó cái đầu nó không vươn ra được, thì nó sức không không ở gáy được. Đấy là trường hợp anh em bắt đầu đi cắm giò nhá, nếu mà anh em cứ để sát này từ đầu đến cuối, từ bắt đầu từ nhà đi đến rừng thì nó sát quá thì nó bí hơi nó chết anh em nhé. Tại vì là mình bắt đầu đánh thì mình hẵng hẵng làm cách là lấy cái chốt này chặn vào bên trong để ép con gà vào nó sẽ không gáy. Rồi đấy là cách mình chốt chặn để nó không gáy được nhá. Rồi cách thứ hai anh em cũng đơn giản lắm, tại vì là mình đánh cái này cũng cũng năm trước thì mình cũng chỉ dùng hũ này thôi, tại vì vừa rồi mình thấy anh em hay dùng cái túi này nó tiện hơn thì mình mua cái túi. Thì mình cũng tìm một cái chỗ để cái hũ này xuống đất, anh em chốc cái đầu này xuống đất nhá, để làm sao cái đầu nó đầu con gà mồi mình chốc xuống đất thì nó sẽ không táng được vào, không gáy được, bởi nó dồn xuống hết rồi đấy. Rồi anh em lấy cái áo hoặc cái mũ anh em che phủ lên hết cái hũ này để nó thành màu tối. Đấy, như thế là con gà mình sẽ nó sẽ không gáy được nữa. Nói chung là để mình dùng cái hũ mấy cái túi mồi này thì cái nào nó mình có nhược điểm và ưu điểm riêng. Cái túi kia thì đi lên rừng thì nó va đập vào cây thì nó sẽ không, gà nó sẽ cái túi nó sẽ không ra tiếng động. Nhưng mà con gà nó ở cái là mùa nóng thì nó nóng lắm, cái túi nó bí, cái này nó cũng bí nhưng mà nó đỡ hơn
Đấy, nếu mà mình muốn không bí nữa mình thêm một hai cái lỗ nữa nó sẽ đỡ, mà cái này nó đã cứng sẵn rồi, nó không bóp được con gà mà nó không không gọi là không nóng được con gà. Đấy. Thứ hai nữa là cái hũ này nó lại có cái là mình đi rừng nó đã cứng sẵn rồi, nó hay có tiếng động đấy, tiếng động này anh em chỉ cần đi như mình đây thì rừng nó, rừng núi nó toàn cây cỏ thôi, nó hay va quẹt vào nó kêu to lắm, kêu quạc 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 này, nó cứ kêu kêu này đâm ra là hay gây ra tiếng động, là từ đấy mình không dùng cái hũ này nữa. Thì nói chung là mình chỉ dùng để luyện những con gà ép mồi mình đi ra vườn những thứ, mình không mang đi rừng bẫy thì mình mang để đút vào đây nó tiện hơn đấy, sạch để cầm đi thì ra đồng để làm để nó thành quen mà đấy. Thì qua video này mình cũng đã chia sẻ cho anh em mới chơi và cũng như là anh em chơi lâu nay rồi, thì nếu mà chưa biết cách khắc phục làm sao để con gà mình khi để trong túi mồi hoặc cái hũ gà mà nó vẫn phát sinh ra là con gà nó sung hoặc nó gáy, thì anh em có thể làm theo cách của mình thì để nó không gáy nữa. Rồi nếu mà anh em nào có góp ý với mình thì cùng nhau chia sẻ thì có thể bình luận ở bên dưới video này để anh em mình cùng nhau tham khảo và đưa ra cái khắc phục tốt nhất. Anh em qua video thấy hay thì đừng quên like và share cho anh em cùng xem để học hỏi, và nhớ đăng ký kênh và bật chuông báo ở bên cạnh để mỗi khi mình lên video chia sẻ cho anh em thì anh em sẽ sớm nhận được video của mình nhé. Rồi, video mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.